Tôi xin đề lê kính chào quý đạo hữu Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày 196 Làm rim 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ Và tổng bài kệ chứng đạo ca của Ngài Là Ma Tông Khánh Ba Sơ Tổ Dòng Ghe Lớp Quý và khai triển bồ đề tâm sang về cho đang cho khi cho nam la chẳng chum ba du đa ni kham chu chi dang di di cho di phi sơ nam khi đô la pen chín chẳng về tâm pa -shu. sang về cho đang cho khi cho nam la chẳng chum ba du đa ni kham chu chi Nan yi 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 nam ki Đô la pen chin chang yi dum ba sho. Nơi phần pháp và tăng đoàn tội cao cho đến khi đàn đến giang ngộ chúng con xin nguyện quý. Tám bảo phần pháp và tăng Nương nhớ công đừng hành bố thí ba la mằng và khang ma la mằng khang Để từ xin nguyện đàng đến giác ngộ để cứu độ mọi chúng sanh Ngày 196 Thọ giới sẽ khiến công đức tăng bồi là ma rimoche thuyết giảng. Bất kể là giới cư sĩ, giới xuất gia tăng hay ni, càng thọ giới thì càng bảo đảm được cho mình nguồn hạnh phúc từ tài giới không chỉ giúp tránh ác nghiệp mà còn giúp thoát điên đạo. Kể cả ngay trong đời này và bảo đảm hàng vàng kiếp tái sanh bình yên về sau. Ngay trong đời kế tiếp sẽ lại đủ duyên để tiếp tục tu giới, bồi đắp vững chắc hơn con đường dẫn đến hạnh phúc tối thường của mình. Vì nghiệp từ trăng tăng trưởng, nên chỉ cần giữ một giới trong một ngày cũng đã có thể đạt được tất cả những gì nói trên. Huống chi là mỗi ngày đều giữ được tất cả mọi giới, thì sẽ như thế nào? đây là tấm vé một chiều đến quả giải thoát và giác ngộ có sự khác biệt rất lớn dựa việc có đối trước tam bảo phát nguyện thọ giới hay không dù trong hiện tại không sát sanh cũng không có nghĩa là mình đang tu thiền nghiệp nói ví dụ quý vị nằm nhà thương tay chân đều bị bỏ bột thì lấy gì mà sát sanh không có ý chí muốn mình đừng sát sanh cũng không phát nguyện thò giới trước tam bảo thì dù có sống thế hàng trăm năm cũng không được phước gì ngược lại nếu chủ động phát nguyện không sát sanh thì mỗi phút mỗi giây đều tạo được công đức vô lượng bất kể có đang nghĩ đến việc không sát sanh hay không từ khi phát nguyện thò giới cho đến khi chết thiền nghiệp liên tục được tạo ra bất kể có đang làm gì thậm chí cả khi không làm gì cả chúng ta liên tục tạo nhân vui cho nhiều đời nhiều kiếp về sau không chỉ một đời này và vì nghiệp từ tăng trưởng cho nên thiền bảo thường được không chỉ có niềm vui trong đời này mà còn hưởng được niềm vui trong nhiều đời nhiều kiếp về sau tu giới là tấm vé một chiều dẫn đến quả giác giải thoát giác ngộ có sự khác biệt rất lớn giữa việc ở có đối trước tam bảo phát nguyện thọ giới hay không phát nguyện thọ giới không sắc sanh thì sẽ liên tục tạo thiền nghiệp kể cả khi không làm gì cả nghiệp đường đi của thiền nghiệp những nẻo vô tình dẫn đến nghiệp nặng chúng ta tổng bài kệ chứng đạo ca làm rim tiểu luận của ngài là ma tông khánh ba sơ tổ dòng gây lớp làm rim chứng đạo ca tinh yếu trình tự đường tu giác ngộ Thân sinh ra từ muôn vạn thiền lành Lời nói toàn thanh ước nguyện chúng sanh Y thấy khâm ca đúng như sự thật Trương bắn đứng đầu dòng họ thinh ca Chúng con xin đánh lễ là trường tử của thầy bậc thầy vô sống đảm đương việc làm của khâm chữ phần dù thi thì hiện hằng xa còi giới di lạc vạn thù con xin kính lệ dù nghĩa phật mẫu thầm thâm khó lường văn giảng đúng như ý thần của phật Lâm thọ vô trường ba cõi danh lừng để đỡ dưới chân con xin kính lệ là người tiêm giữ mọi điểm tình yêu khó tàn khai thì đầy đủ không sai của hai đường tu trí kiến thâm sâu thiền hành quảng đại được truyền xuống từ nhì đại tổ sư đứng a ti xa con xin đảnh lễ ân sư là mắt giúp cho chúng con nhìn muốn trùng kinh điện là lòng sông cạn đưa kẻ thiền duyên sang bờ dài thoát từ bi vẫn dụng mọi thiện phương tiện xoay tỏ lối đường khắp đấng ân sư con xin đánh lễ là ngọc trang nghiêm trên đỉnh bằng tri cõi diêm phù đề tràng phán danh sưng lấy lừng khắp chúng Pháp chân truyền từ Ngài Lâm Thọ Vô Trương là trình từ đường dần đến giác ngộ vì bởi pháp này làm cho nguyện ương chín loài chúng sanh nên đây chính là vua của vua phán là lòng biển rộng ràng người khéo dạng nơi ngàn dòng suối luận văn đổ rơi về giúp người tu hiểu trăm vàng pháp môn vốn không mâu thuẫn giúp trọn phạm phần tỏ ràng thành lời trực chỉ khai thị trong trí người tu Giúp cho dễ dàng hiểu đường y phần Giúp giữ người tu toan khỏi hô thầm của đại ác hành vì vậy nhiều bận thiện duyên ân tàng Dông tâm nương vào nhiều pháp này đây trình tự đường tu ma căn cơ này kẻ trí không ai không bị cuốn hụt pháp này thu nhiễm trọn lời phật dạy nên giảng ai nghe dù chỉ một lần Điều như giảng nghe toàn bộ diệu pháp lời ân nhân định sẽ như sống cả vì vậy hãy nên chuyện chú tư duy rồi sẽ thấy ra gông rễ duyên lành cho mọi tiếng lành đời này kiếm sau nằm ở nó lớn mang tâm và hành nướng dừa đúng cánh Nơi đấng đạo sư là người chỉ cho đường tu giác ngộ Thấy điều này rồi cho dù mẫn màng cũng không từ bỏ Phải gắng làm cho đạo sư huấn hỷ bằng cánh tu theo lời của đạo sư Thầy là hành giá đã tu như vậy Con câu dài thoáng cứ hãy làm theo Thân người ung dung quý giá còn hơn bảo châu như ý. Đến chỉ một lần cực kỳ khó gắm Là dễ mẫn như tia chớm giữa trời Thấy rõ kiếp người trong văn như vậy Chuyện đời khác gì trầu lẹp loạn mây Nên ngày lẫn đêm phải luôn tận dụng tinh trí thân này Thầy là hành giả đã tu như vậy Con cầu dài thoát cứ hãy làm theo khổ để không nó lực còn Thì tâm cầu giải thoát không thần phản sinh Nguyên nhân của khổ luân truyền thế nào Nếu không quan chiêu Thì công luân hồi không biến cánh chẳng cần nhân phải biệt chẳng khổ sinh từ khởi tâm cầu thoáng và biết điều gì trói buông mình trong sinh từ luân hồi thầy là hành giả đã tu như vậy con cầu dài thoát cứ hãy làm theo Phát tâm Bồ để là con loại của đường tu đại thừa Nên tán chỗ dựa của khâm muốn trùng sống cả thiên hành Tựa như thuốc tiên hoa sẵn thành vàng biển tấn cả thành hai kho phương tri là cá kho tàng công đức đồ sộ chưa hết vô lượng thiền đức vô đề vì biết điều này nên chưa bồ tát uy dụng từ tại giữ gìn tâm ấy sâu thẳm bên trong cốt tùy pháp hành Thầy là hành giả đã tu như vậy Con cầu dài thoát cứ hãy làm theo Thi thì là ngọng quý toàn thành ước nguyện cho khắp chúng sanh vô khi thượng thần chẳng phăng nút thân của lòng kéo bừng là hàn bồ tát trên ngón dùng cảm không hề chẳng mệt và là nền tảng khiến cho nhanh lành truyền khắp mười phương về biết điều này nên người có trí xa hết thân mạng tài sản công đức chỉ để nương theo con đường lành này Thầy là hành giả đã tôi như vậy Con cầu dài thoáng cứ hãy làm theo Giới là nước trong dân sành tận cả vết nhớ ác nghiệm Là anh trăng thanh xóa nhiều nỗi đau ráng bỏng phiền nào đứng giữa phàm phu thân thể rạng ơi như nói tố gì không cần thủy nhiệm phùng khám cả vì biết điều này nên chớ gian già thọ dự giới đã thọ quý như đôi măng Thời là anh giá đã tôi nhớ mãi con cầu dài thoáng cứ hài làm theo Nhân nhân là trang sưng quỳ giá nhân cho người quyền năng Là sưng chiêu đựng tuyền bằng dành cho bưng bánh phiền nào là kim chỉ điệu bay vung giữa trời làm khẳng tinh của răng thù sân hận là lơm dao bao kiện cố ngăn chặn vô khí ác ngư. biết vậy cho nên giảm bào kham nhân bằng đủ mọi cánh phải tầm làm quen Thầy là da giá đã tu như vậy Con cầu dạy thoát cứ hãy làm theo Khoác lâm da bào tinh tấn băng thoại Thì học và chứng tăng trường nhanh như trăng đến độ rầm làm gì cũng đều tràn đầy ý nghĩa và đều mang đến kết quả cầu mong cầu chỉ biết như vậy nên chữ bồ tát cùng sống tinh tấn quen sành hết thảy mọi kiểu biến lười Tại là hành giá đã tu như vậy Con cầu dài thoáng cứ hãy làm theo Định, định là đại vương trị tâm thương đệ Băng đồng như núi tu di Mở ra thu nhiêm toàn bộ thiền pháp cho hỷ lạc thủ nguyện thân tâm vì biên vậy nên hành giả tự tại luôn nương pháp định diệt thù tăng tâm thầy là hành đã tu như vậy con cầu giải thoát cứ hãy làm theo Tuệ tuệ là đôi măng thầm chứng tánh như là con đường bừng sạch gốc lung hồi là kho tánh đứng kinh luân tạng thang và nổi danh là ngọn đèn vô thường xua bóng vô minh vì biển như vậy nên người có trí Tìm cầu giải thoát nỗ lực đủ cánh thu theo đường này Thầy làn giá đã tu như vậy Con cầu giải thoát cứ hãy làm theo nếu chỉ giữa mọi định nhân tâm Thì không thấy được khả năng Chẳng đứng gông rể luân hồi Nếu chỉ có tuệ theo đi tình chỉ Thì dù quan chiêu truy tìm đến đâu Vẫn không thể nào dừng đường phiền nào vì vậy kẻ trí lấy tuệ thâm nhâm vào chân thương tài cười trên lưng ngựa tình chi diễu tràn Dùng vô khi nhảy bên luận lý trung đạo không biết biển kiện phá tàng hết thay khái niệm phân biệt chấm thường chấm đoàn dùng tuệ rộng lớn quan chiêu chỉnh sáng để làm khai mở trí chứng tánh như thầy là anh giá đã tu như vậy con câu dài thoáng cứ hãy làm theo Nhờ thiện nhân tâm mà đang tam muội Chẳng gì đáng nói Dùng quan sát trí suy sáng tâm tư mà vẫn yên lặng Băng động vững vàng nơi chân thương tại Thấy rồi nó lừng hợp nhân chi quan đây mới chính thần là điều nhiệm máu thầy là hành giả đã tu như vậy con cầu giải thoát cứ hãy làm theo khi vào trong đình không như không gian khi xuống trở ra không như huyền cảnh tạo dương nhưng ai nhờ tu như vậy hợp nhân phương tiện cùng với trí tuệ nhờ đó siêu viễn càng hành bồ tát để chứng điều này nên bậc thiện duyên không đành lòng với đường tu riêng lệ thầy là hành đã tu như vậy con câu giải thoát cứ hãy làm theo như thế chính là đường tu phổ thông thiết yếu cho hai thắng đạo đại thừa là cổ xe nhân và cổ xe quả tu rồi hãy tìm nương sự che chở của bậc thiền trường tỷ Trì tài ba để mà bước vào miệng ca mận pham rồi nhớ dựa vào lời giảng toàn hào sẽ không phi uổng tân người có đây thầy làn giá đã tu như vậy con cầu giải thoát cứ hãy làm theo vì để huấn tầm tâm của chính mình cũng để làm lời cho hàng thiền duyên Thầy đã dạy thân bán lợi dê hiệu tròn vẹn đường tu khiến phận đẹp lầm Nương cung đơn này nguyên cho chúng sanh không bao giờ lìa chánh đạo tối thường Thầy là gia đa nguyện như vậy con cầu giải thoát cứ hãy là nguyện theo Tình từ đường tu giác ngộ được trình bày ngắn gọn Theo dạng dị nhớ khó quên Do trì kheo đa văn người đã buông xả Tên Lớp Sang Đáp Ca Đó là Lạ Ma Sông Khánh Ba Viết nơi núi lớn lang nhạ tại geden nampa Nam Hồi hướng hương Chang chuốc chem rim rin buchi ma quê nam quê ba yang gong nê gong do bây ba bây 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 chém bồ rim bây bây ma khuê ma nam khuê bây chi Khuê ba nam ba khuê ba bây gong nê gong bây bây ba bây Nguyện Bồ Đề Tâm Trân Quy nếu chưa đường phán sanh thì đường phán sanh và tăng trưởng. Nếu đã đường phán sanh thì không chi giảm và mãi mãi luôn tăng trưởng. Làm đi <laughs> di ghi, cốt khuê cam đinh bền đăng đi qua ma lô dung ghi ni Chế rê dĩ gọn, tê dinh da châu trì, dê ba chi ta ba đô trang du trên màn đăng đường vây quanh bởi núi tiếng ngài lang nguồn mọi phùng lời và an lang không ngoài lệ đăng đại lần quang thế âm thế diên và số xin ngài trụ thế cho nên khi ngoài ta mà chấm dưng. Tôi xin đề lê Đi trên kính chào tạm biệt quý đạo hữu Đi trên kính chúc quý đạo hữu Thân tâm luôn an lạc Tu hành tinh tấn Gia đình hạnh phúc Sức khỏe dồi dào Và công việc luôn thuận tiện Để trợ duyên cho đường tu giác ngộ giải thoát Đi trên xin chào tạm biệt Om mani padme hum om om mani padme hum om mani padme hum Oh, many, baby home. Oh, many, many home. Oh, many, many home.